Vô tình hình thì giữa dịch bệnh như này, anh em tốt nhất là không nên ra đường để tránh bị nhiễm bệnh. Và ở nhà thì nó cũng khá là buồn chán, cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái trick cũng được khá nhiều anh em nhờ mình làm, đó chính là Pen Can. Thì Pen Can nó thuộc về nhóm những kỹ thuật được gọi là Power Trick. Có nhiều người cho rằng Power Trick là những kỹ thuật khó hơn cả mức nâng cao. Tuy nhiên thì cái định nghĩa này nó vẫn chưa thuyết phục lắm, vì gần đây là có những kỹ thuật nó còn khó hơn cả Power Trick, nhưng nó vẫn là chiếc nâng cao bình thường. Vì sao là như vậy? Theo như quan điểm của mình thì Power Trick không được xếp dựa trên độ khó, mà nó là những kỹ thuật thuộc về một cái phong cách quay mạnh mẽ. Giống như trong âm nhạc thì chúng ta sẽ có nhạc rock, còn trong Weibo thì chúng ta sẽ có Power Trick. Và những kỹ thuật thuộc về nhóm Power Trick sẽ được công nhận bởi những cộng đồng chơi trên khắp thế giới, chứ không phải là chúng ta có thể tự do xét một chiếc có thuộc Power Trick hay không. Trước khi tập Pen Can thì các bạn nên làm được hai tour hoặc là hai tour release, bởi vì hai kỹ thuật này nó có hình dạng khá tương đồng so với Pen Can, nhưng nó ở mức độ dễ hơn. Đó là chúng ta sẽ thực hiện trên bàn tay, còn Pen Can thì chúng ta sẽ thực hiện trên cánh tay. Trước khi hất lên để Pen Can thì chúng ta nên có một kỹ thuật lấy đà. Ở đây mình ví dụ như phổ biến nhất là Theresonic. Lúc chúng ta lấy đà, nó chính là cái khoảng thời gian chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý và chúng ta canh được cái vị trí tiếp xúc giữa bút và tay. Khi Theresonic thì chúng ta sẽ cầm bút lệch một bên, mình sẽ lấy ngón cái làm chuẩn và chúng ta sẽ cầm ở đầu sao cho cái phần bên phía ngón cái nó dài hơn. Một cái lỗi mà rất là nhiều bạn hay mắc phải, đó chính là các bạn hất lên trong khi cây bút còn quay với tốc độ rất là nhanh. Khi đó thì các bạn sẽ không kiểm soát được cái vị trí tiếp xúc giữa bút và tay, và các bạn sẽ không biết cây bút nó chạm vào tay như thế nào. Ví dụ như khi cây bút tiếp xúc với tay mà nó ở cái phương song song với cánh tay như này là xong, coi như banh ta lông luôn. Để giải quyết vấn đề này thì sau khi lấy đà xong, chúng ta phải ngưng cái chuyển động của cây bút lại ngay. Tuy nhiên nếu chỉ ngưng như vậy và hất lên thì cái combo nó sẽ rất là khựng, vì vậy chúng ta phải giữ cho cái cổ tay nó vẫn còn chuyển động đều từ ngoài vào trong, sau đó khéo léo tung cây bút lên. Khi hất thì các bạn lưu ý là chỉ hất trong cái phạm vi phần đầu cánh tay thôi, vì nó sẽ dễ kiểm soát hơn. Các bạn hất xa quá thì các bạn sẽ rất là dễ bị lạc trôi. Khi cây bút nó chạm vào cánh tay mà các bạn thấy cái phần bút ở phía ngoài nó dài hơn phần bút ở phía trong, tức là các bạn đang làm đúng. Khi hất thì các bạn sẽ hất lệch một góc khoảng 60 độ so với phương nằm ngang, và các bạn sẽ hất cùng phía với lại cái tay mà các bạn đang làm Pen Can. Ví dụ như các bạn đang làm bằng tay phải thì các bạn sẽ hất về phía bên phải. Lực hất thì cũng vừa phải thôi, các bạn đừng vì cây cú ai đó mà hất quá mạnh. Tốt nhất là các bạn nên ngồi thiền tầm 1 đến 2 tiếng trước khi làm Pen Can. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với phần khó nhất, đó là phần bắt bút. Đây là phần khó nhất vì các bạn sẽ phải dựa hoàn toàn vào cảm giác, bằng việc cảm nhận vị trí của cây bút bằng cổ tay và nhanh chóng thu cái tay về đúng cái vị trí đó và đón cây bút bằng cái ngón cái của các bạn. Điều này đòi hỏi các bạn cần phải tập luyện trong thời gian dài để có thể rèn được cái cảm giác đó. Chúng ta chỉ có thể tập luyện để cho cái xác suất thành công nó tiến gần đến số 100% thôi, chứ không thể nào mà hoàn hảo được. Vì những người chơi giỏi trên thế giới đôi khi người ta cũng sẽ gặp sự cố. Pen Can là một kỹ thuật khá là khó, cho nên là các bạn để ở cuối combo thì sẽ rất là hay. Một combo tuyệt vời hay là một cái mod vào thùng rác, đó là do thái độ luyện tập của các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể kết hợp với những chiếc khó trước đó để combo có phần đỉnh hơn, hoặc là dùng ở giữa hoặc là ở đầu, thì cái đó là tùy vào cái sự sáng tạo của các bạn. Nghệ thuật thì nó không có giới hạn. Ok, và mình đã hướng dẫn xong kỹ thuật Pen Can. Thì đây là một kỹ thuật khá là khó, cho nên là các bạn cần phải tập luyện nhiều để có thể thành thục được. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.